À vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip phải nói rất độc đáo gửi đến các bạn. À, trước đó thì mình có nhận được một cuộc điện thoại của người dân ở huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. À, họ đưa thông tin về một đàn vịt. Mà trong một đàn vịt đó thì có một con vịt ba chân. Và khi mà mình tiếp nhận cái thông tin này thì mình cũng rất là hoài nghi liệu rằng có con vịt này nó có tồn tại thực sự hay không. Tại vì trước đó thì cũng có rất nhiều những cái thông tin giả về những cái loài động vật nó bị đột biến, như là rắn hai đầu hoặc là ngan vịt thì nó bị biến dị nào đó, thì nó có những cái bộ phận cơ thể nó thừa ra. Thì khi mà mình nhận được cái thông tin về một con vịt ba chân này thì thực ra mình cũng rất là muốn đến để tìm hiểu thực hư câu chuyện như nào. Thì ngày hôm nay thì mình đã bay từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đắk Lắk để cốt là để tìm hiểu cái câu chuyện này có thực sự hay không. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái đàn vịt xem như thế nào các bạn nhé. À đây các bạn nhé, đàn vịt này có 4 con này. Thì trước đó thì người dân ở đây rất là bất ngờ về cái việc mà khi cái trứng vịt nở thì lại có một con vịt nó có 3 cái chân. Đây. Thì bây giờ mình sẽ ở lại quay gần cái đàn vịt này để các bạn nhìn rõ hơn về cái chân thứ ba con vịt này nhá. Đây, cái con đi sau cùng các bạn kìa. Lát nữa thì chắc mình sẽ phải bắt con vịt này lại để có những cái hình ảnh cận hơn. Hiện tại thì chúng đang chạy rất là nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ, đây là trùng bò. Hiện tại thì ở đây nó hơi dơ. Đây, mình sẽ lùa cái đàn vịt này lên phía trước để có gì bắt cho các bạn xem nhé. Mình sẽ bắt một con vịt ba chân này. Bây giờ nhá, mình sẽ lùa mình bắt con vịt ba chân này cho các bạn xem nhé. Đây là con vịt ba chân này. Bây giờ mình sẽ lại lên ngồi đây. Đây con vịt đây các bạn này. Lạ chân của nó đây, mình nghĩ là mình sẽ đi rửa cho con vịt này nó sạch một chút để sau đó thì mình sẽ quay clip cho các bạn để thấy hơn nhé. Mà mình mua về cũng không để ý, thế khi được cỡ 10 ngày mình mới coi thấy tưởng nó bị gãy chân, mà không phải, thì ra nó là có 3 cái chân nối thêm cả cái đùi đằng sau luôn. Và tính ra là con này có lời được 3 cái đùi, 3 cái chân. À vậy là trước đó là con vịt này mình mua ở đâu anh? Mua ở lò ốc á, lò ốc rồi họ bán cho mình về mình nuôi thôi. Mình có, khi mà mình phát hiện ra nó có 3 chân mình có bất ngờ không ạ? Cũng bất ngờ chứ. Đi hỏi mà ai người ta cũng kêu
Lạ hồi giờ chưa thấy, thực kể cái nuôi mà nó vẫn cứ sống bình thường, nó khỏe mạnh nên mình nuôi thôi. Thì trước đó thì chắc mình cũng đã từng nghe rất là nhiều thông tin về những cái con vật mà nó bị biến dị và nó thừa những cái bộ phận ra đúng không anh? Thì Đúng rồi, là có thấy chứ mà chưa bao giờ mà thực tế là được nuôi như thế này, lần này là lần đầu tiên. So với cái những cái con vịt cùng lứa thì cái con này thì nó cái trọng lượng của nó có bằng những con khác không anh? Thấy nó cũng phát triển bình thường giống như những con khác thôi, chả có gì khác cả. Bây giờ anh cầm cái chân con kia để cho mọi người có thể thấy rõ hơn không Đây là ạ? Nên như là một cái đùi luôn đúng không anh? nó là đùi luôn, ba đùi luôn. Là nó cứ lủng lẳng thế thôi ạ. Nó cứ lủng lẳng nhưng nó có một cái đùi đằng sau đây luôn, nó cũng to bằng cái đùi chính của nó luôn. À, vậy là mình khi mà mình nuôi con vịt này mình có lời rồi. Lời là Ba ba cái cái đùi. đùi. Là anh có dự tính là mình có thịt con này không hay là mình nuôi cho chơi? Thì nuôi là chủ yếu để thịt, nhưng mà chắc thế này cứ để khi nào nó sống được nhiều sống thôi. À, khi mà có con vịt ba chân này thì nuôi thì mình có sợ không? Không, mình không mê, tôi mê tín mấy cái đó đâu, có là cứ nuôi thôi, mình đâu có làm gì đâu mà sợ. Con vịt này là đến thời điểm hiện tại là được bao nhiêu tuổi rồi anh nhỉ? À, nó nằm cỡ khoảng 2 tháng rưỡi. À, 2 tháng rưỡi. Con này là con trống hay con mái anh nhỉ? Ở cái này thì mình cũng chịu thôi, không không biết được con trống con mái đâu. À, thì trước đó anh có bao giờ mà anh nuôi phải một con vật mà nó thừa bộ phận như này không? Chưa chưa nó gặp trường hợp này bao giờ, lần này là lần đầu tiên. Thường ngày thì mình cho con vịt này nó ăn cái loại thực phẩm gì anh nhỉ? À, đây mình nuôi để mình ăn, cho nên là cứ bắp với cám rau rồi thôi chứ không có cái gì cả, ăn cứ bình thường vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ quay cận này cái con vịt này cho các bạn xem này. Đây. Cái chân thứ ba của nó là hầu như là nó nằm ở giữa ra các bạn ạ. Ở giữa chĩa ra. Và cái chân này nó không cử động được nhá, nó không cử động như hai cái chân này được, mà cái chân này nó chỉ lủng lẳng này thôi. Kiểu như là một cái thường thì các bạn này hay có khi nào các bạn thấy một người mà ví dụ như là bị thừa ngón đấy thì có 6 ngón đấy, thì cái ngón thứ 6 thì thường thường là nó mình không thể điều khiển được nó hoạt động, thì cái chân này cũng tương tự như vậy. Nó không hoạt động được nhưng mà nó vẫn lớn ra các bạn nhá. Nó vẫn lớn này và cái kích thước của nó thì cũng bé hơn cái chân chính của nó một chút xíu thôi. Và con vịt này thì cũng rất là khỏe. Hiện tại nó rất là khỏe. Hôm nay mình đuổi mãi mới bắt được nó. Cũng rất là khỏe. Đấy, nhìn rất là khỏe. Là mình cũng tính là không làm thịt nó, là nuôi khi nào nó sống được bao nhiêu sống hả? Khi nào nó sống được bao nhiêu thì để sống thôi. Đấy các bạn lại đây. Thấy rõ ràng là thấy ba cái chân này. Nhiều người trước đó thì họ nuôi phải những con vật này thì họ hay sợ có khi họ vứt đi hay là họ giết. Nhưng mà mình thì vẫn nuôi hả anh? Nuôi mình chả mê tín đâu, đây là chờ chính nó ra mà chứ đâu mình có làm gì đâu mà sợ. À, bây giờ thì mình sẽ thả thử nó xuống cái chậu này xem nó bơi như nào các bạn nhé. Nó có bơi được không? Chạy mất chứ, Nó rất khỏe, nó rất khỏe. thế là cái nó bơi nó chạy mất. Nó rất khỏe. Thường thường như những cái con động vật biến dị này thường thường nó rất yếu các bạn nhé. Nhưng mà con vịt này rất khỏe. Nếu đứng thẳng lên này. Nó rất khỏe. Con này tầm chắc được khoảng 2 kg chưa nhỉ? Không, nó chắc cỡ ký 2 ký 3 thôi, À, ký 2, ký 3. tại mình nuôi thả ăn tự do mà, có Nhìn. gì ăn đấy, đâu có phải là thúc đâu. Ôi, nhìn. Cái chân thứ ba của nó kìa, ở giữa luôn. Nhìn con vịt cũng rất khỏe. Con này nó không có màu thì em nghĩ nó là con mái đấy. Ừ, chắc thế, Em chắc nghĩ là là con con mái. mái.
Bây giờ chắc mình thả con vịt này đi anh nhỉ? Thả nó mình thả, thả nó đi với bạn đó. Để các bạn nhá, nó chạy rất nhanh kìa. Chạy rất nhanh. Đấy, nhưng mình có thể thấy là con vịt ba chân này so với những cái ba con cùng lứa của nó thì nó hơi bé hơn một chút. Chắc có lẽ là nuôi thêm một cái chân nữa thì cái nó không to bằng những con kia. Những cái hình ảnh thật độc đáo không các bạn? Đây, buổi tối thì những con vịt này thì nó nằm ngủ ở đây các bạn nhé. Đấy, cái chân của nó kìa. Rất lạ. À thôi, clip hôm nay của mình cũng tạm dừng ở đây các bạn nhé. À, và nếu các bạn cảm thấy những cái video trên Nông Dân Làm Giàu nó mang lại những cái thông tin giải trí hoặc là truyền tải những kinh nghiệm về nông dân, về những cái con vật nuôi thì các bạn cho mình một like và một subscribe các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây thôi.